Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 24 tháng 3 năm 2024, Chủ nhật dương lịch. Âm lịch là ngày 15 tháng 2 năm 2024, là ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn, tiết khí Xuân Phân, ngày Trực Thành. Hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thủ Tử: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Dần, xung với tuổi Tỵ, hình với tuổi Hợi, phá với tuổi Dần. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, hôm nay là ngày Đinh Hợi, tức chi khắc can, thủy khắc hỏa, là ngày hung phạt nhật. Nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi Tân Tỵ và tuổi Quý Tỵ. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ, ngược lại nhờ thổ khắc mà được lợi. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão, Mùi thành mộc cục. Xung Tỵ hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Tỵ và tuổi Quý Tỵ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Tân Dậu và tuổi Quý Dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thiên Hỷ tốt thăng quan, kết hôn. Nguyệt Ân tam hợp, mẫu thương, tốt mọi việc. Lâm Nhật tốt thượng sách, tiến biểu trương, thăng quan, nhậm chức. Tứ Tướng tốt tế tự, thăng quan, đính hôn, nạp thái, giá thú, khởi công, tạo trạch, viễn hành, cát. Sao xấu thì gồm có sao: Huyền Vũ kỵ giá thú xuất hành, Lôi Công kỵ động thổ di cư, Cô Thần kỵ giá thú, Đao Khảm Sát kỵ châm cứu, Kim Đao kỵ phạt mộc khởi tạo giá mã. Trong đó có sao tam hợp là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 24 tháng 3, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như phạt mộc, khởi tạo, giá mã. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Thiên Hầu, xuất hành giàu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xảy ra tai nạn, chảy máu, máu sẽ khó cầm. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 24 tháng 3 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong ngày tam hội mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Song để có được điều này thì người tuổi Tý cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình. Chính quan tương trợ, bản mệnh có một ngày làm việc cực kỳ thuận lợi.
có người sẵn sàng cầm tay chỉ việc, giúp bạn dễ dàng thích nghi với những nội dung công việc mới. Hãy nhiệt tình và khiêm tốn học hỏi điều hay từ mọi người nhé. Những ai đi theo con đường đầu tư thì cũng có một ngày làm ăn thắng lớn. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác đáng tin cậy. Song phương sẽ tin tưởng nhau và hợp tác cùng phát triển. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, có thể mở rộng quy mô kinh doanh. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, chăm chỉ hoàn thành công việc, nhận được sự đền đáp xứng đáng. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài lãnh đạo. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, hãy mạnh dạn thực hiện các kế hoạch của mình. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 32. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy tam hội cục trợ vận nên tuổi Sửu rất thuận lợi trong chuyện làm ăn hôm nay. Nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Bạn cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp. Điểm yếu của con giáp này là quan hệ xã hội chưa tốt, nên mượn sự giúp đỡ của thực thần. Dù sức mạnh không lớn nhưng lại may mắn cát tường, có thể mang tới người mà bạn trông cậy được. Xuất hiện người nhiệt tình, sẵn sàng chỉ bảo cho bạn trong điều kiện cho phép. Hãy cố gắng duy trì quan hệ tích cực nhé. Về tình cảm, bạn luôn rất tự hào về gia đình của mình, bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau đối diện với khó khăn. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, tài vận khởi sắc rực rỡ, vận trình bội thu. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, gặp nhiều may mắn trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, đừng ngần ngại đầu tư thêm thời gian để tìm tòi khám phá. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, vận tiền bạc hanh thông, thoải mái chi tiêu. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, khối lượng công việc lớn nhưng vẫn bình tĩnh và tự tin đối mặt. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 47. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Dần dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Dù có bị kẻ tiểu nhân phá hoại cũng chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Sự thật sẽ chứng minh mọi điều giúp bạn. Nhờ chính ấn mà năng lực của người tuổi Dần không chỉ được ghi nhận mà còn được mọi người xung quanh nể trọng, vì bạn là người nhân từ, không tham danh lợi. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè còn muốn noi gương bạn để học tập và làm theo, nhưng không hề dễ dàng gì. Lục hợp mang lại cho con giáp tuổi Dần sự đồng thuận từ mọi người trong các quyết định diễn ra hôm nay. Một số việc bạn làm nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bạn bè cho tới người thân. Đó là nguồn động lực dồi dào dành cho bạn. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy,
công việc gặp trở ngại, khó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian quy định. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, công việc gặp trở ngại, khó hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian quy định. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, có hướng giải quyết đúng đắn trong công việc. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, tình cảm trục trặc, đôi bên dễ bùng nổ mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Với những tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, hãy ưu tiên mối quan hệ hơn tiền bạc và địa vị. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, tiền bạc không xử lý được tất cả. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 55 và số 11. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão gặp được tam hợp cục nên có cơ may nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân để tìm ra cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc của mình. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn sẽ vượt qua được khó khăn và hoàn thành công việc, đạt được một số thành tựu nhỏ hoặc mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Trong hôm nay, tuổi Mão được thiên ấn soi đường chỉ lối, nên con giáp này sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể sẽ giải quyết được những vấn đề khó nhằn chỉ trong chớp mắt. Ngũ hành tương sinh giúp người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay. Một buổi gặp mặt bạn bè cũng chính là cơ hội để bạn có thể tiếp cận và kết giao với những người bạn mới. Với những tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, tài chính không còn gì phải lo lắng. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, nuôi những hy vọng mới trong sự nghiệp cá nhân. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, cần phải bình tĩnh và bao dung hơn trong chuyện tình cảm. Với những tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, hãy đầu tư vào những việc ý nghĩa. Với những tuổi Quý Mão, mệnh Kim, có thể tự thưởng cho bản thân quà khích lệ. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 81. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, sự tập trung là điều người tuổi Thìn cần phải duy trì trong ngày có sự xuất hiện của thương quan. Thực tế, bạn khá dễ bị những tác động xung quanh làm phân tâm, nó cuốn bạn đi rất nhanh. Đến khi nhận ra thì công việc đã dang dở, chẳng giải quyết được việc gì ổn thỏa. Người đã đi làm thì cần giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của mình, đừng để nó gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Nếu có vấn đề gì vượt quá khả năng giải quyết, bạn nên trao đổi với mọi người xung quanh để được giúp đỡ kịp thời. Hồng Loan xuất hiện cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện. Bạn tin tưởng vào nửa kia và hai người luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, bạn có thể mất tiền vì thiếu hiểu biết. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, hiệu suất công việc khó đạt được yêu cầu. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện các công việc phức tạp. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, vận trình tình cảm được cải thiện sâu đậm hơn.
về cái tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy khó xử lý khi đối mặt với mâu thuẫn tiền bạc hoặc tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 98. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Tỵ trở nên nóng nảy và bốc đồng. Đặc biệt, bạn sẵn sàng phản bác lại mọi người và thường có những hành động bột phát mỗi khi mong muốn của mình không được đồng tình ủng hộ. Thực tế thì mọi thứ không tồi tệ, căng thẳng giống như người tuổi Tỵ nghĩ trong ngày Tỷ Kiên xuất hiện như hôm nay. Bạn cho mọi việc gì đó là vô cùng rắc rối, có ảnh hưởng to lớn đến đời sống. Thế nhưng thực tế thì không hoàn toàn là như vậy. Hãy nhìn nhận mọi thứ khách quan và thư giãn một chút đi nhé. Phương diện tình cảm cũng khiến người tuổi Tỵ phải lo nghĩ rất nhiều. Con giáp này và một nửa yêu thương của mình chưa thực sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt. Với cái tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, vì quá sĩ diện nên dễ đánh mất nhiều cơ hội tốt. Với cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, hãy cư xử một cách lý trí hơn. Với cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, phải đương đầu với không ít trục trặc trong công việc. Với cái tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, cần nỗ lực để hàn gắn tình cảm. Với cái tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, chớ nên hành xử một cách vô lý. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 51. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, kiếp tài tác động, người tuổi Ngọ dễ vướng phải chuyện tranh chấp giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ rê, bàn ra tán vào hoặc vì lợi ích nhỏ. Các mối quan hệ công việc dễ sinh mâu thuẫn hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh, tiểu nhân quấy phá. Chỉ một khúc mắc nhỏ cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn trong tập thể, dẫn đến thị phi, chia bè kết phái, ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần làm việc của con giáp này. Bạn nên cẩn thận trong khi giao tiếp, nếu không chắc chắn đừng lan truyền những thông tin sai lệch. Tài chính sẽ là vấn đề khiến đau đầu, nhất là khi nó liên quan đến gia đình của bạn. Bất đồng quan điểm trong việc giao tiếp hàng ngày khiến bạn khó xử. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, họa phá tài sắp tới, chớ lơ là cảnh giác. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, không nên chủ quan với các quyết định tiền bạc. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, đề phòng nguy cơ thất thoát tiền bạc. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, quý nhân giúp tháo gỡ vướng mắc công việc. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, không nên nóng nảy, phân tích rõ tình hình. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 75 và số 99. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình.
Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, tam hợp trợ giúp, người tuổi Mùi gặp nhiều điều kiện thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng cùng chung tay xây dựng sự nghiệp. Thực thần ghé thăm, hôm nay là một ngày thu hoạch lớn lao đối với người tuổi Mùi, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay. Người tuổi Mùi còn độc thân rất đào hoa trong ngày này. Với tư cách dịu dàng cởi mở cùng vẻ bề ngoài bắt mắt, bạn dễ dàng khiến cho người khác phái phải xao xuyến. Nhiều người sẽ tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn. Về những tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, có thể tự tin khởi động một vài kế hoạch đầu tư tính toán từ lâu. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, đường công danh sự nghiệp tiến triển rõ ràng. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, tình cảm anh em gia đình hài hòa như ý. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 80. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính tài là tín hiệu đáng vui cho người tuổi Thân gặp khó khăn về tiền bạc trong thời gian qua. Có người hỗ trợ bạn có chút tiền hoặc chỉ là một lời khuyên giúp bạn trở nên khôn ngoan hơn về tiền bạc. Người tuổi Thân năng lực hành động mạnh mẽ, lại ăn nói ngọt ngào dễ nghe nên công việc trôi chảy. Có điều chủ nghĩa cá nhân quá lớn nên dù sự nghiệp tăng tiến vẫn không tránh được những khiếm khuyết về mặt tình cảm cá nhân. Gia đụng vào chạm dẫn tới mất lòng, cần tiết chế cái tôi hơn. Cục diện tương hại khiến chuyện tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn bất đồng. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên phai nhạt thờ ơ khi hai người không quan tâm nhiều tới cảm xúc của đối phương, chỉ chăm chăm làm việc của mình mà bỏ qua việc kết nối với nhau. Hai người đang thiếu đi sự gắn kết và yêu thương cần thiết. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, tình cảm gia đình thoát khỏi mâu thuẫn. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm dù hôm nay bạn có nhiều tiền hay không. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, không ngại đối diện với khó khăn. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, vận trình không gặp sự cố nào đáng lo ngại. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, ngại vì nói ra lời không hay trong lúc nóng giận. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 45. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có thiên tài mà có khả năng lớn, con giáp tuổi Dậu được giúp đỡ về tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì bạn cực kỳ trân trọng tấm lòng của người ta. Tuy bạn được mọi người nâng đỡ và giúp sức để gia tăng tài sản, nhưng ở thời điểm bùng nổ vẫn chưa tới, vì thế con giáp tuổi Dậu hãy cứ từ tốn. Nên nhớ là tiền để đầu tư chứ không phải để tiêu xài hoang phí đâu nhé. Do đó hãy khôn ngoan hơn trong cách chi tiêu số tiền bạn đã có trong tay.
Cô thần tác động lớn đến phương diện tình cảm của người tuổi Dậu. Đặc biệt, nếu đã lập gia đình, bạn cần quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt và đôi bên ở với nhau chỉ vì trách nhiệm. Với những tuổi Ất Dậu, Mệnh Thủy, công việc không được như ý nên rất bực bội. Với những tuổi Đinh Dậu, Mệnh Hỏa, tài lộc ở thời điểm này không quá dồi dào. Với những tuổi Kỷ Dậu, Mệnh Thổ, đừng bỏ qua những cơ hội bất ngờ xuất hiện. Với những tuổi Tân Dậu, Mệnh Mộc, nhận được sự tin cậy của mọi người. Với những tuổi Quý Dậu, Mệnh Kim, người độc thân có cơ hội thuận lợi để bày tỏ tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 62. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, sự xuất hiện của thương quan, con giáp này khi ký kết những hợp đồng, giấy tờ quan trọng cần rà soát kỹ càng nội dung. Đừng chủ quan kẻo hung tinh gây điểm hung hại, vừa mất uy tín bản thân lại vừa gây hao tổn tiền của. Bản mệnh là người có chí tiến thủ và không ngại mình bắt tay vào công việc kiếm tiền. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không. Tuy nhiên, đừng để chuyện kiếm tiền choán hết thời gian của mình. Thiên hỷ giúp mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù là khi phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Với những tuổi Giáp Tuất, Mệnh Hỏa, gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Với những tuổi Bính Tuất, Mệnh Thổ, tình tiền đều không còn là nỗi lo. Với những tuổi Mậu Tuất, Mệnh Mộc, chớ mạo hiểm đầu tư mù quáng khiến tiền mồ hôi nước mắt ra đi. Với những tuổi Canh Tuất, Mệnh Kim, chớ nên xem tiền là tất cả, bạn dễ lạc đường. Với những tuổi Nhâm Tuất, Mệnh Thủy, cần thận trọng cho các khoản đầu tư trong hôm nay. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 77 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, cục diện tự hình khiến cho người tuổi Hợi rơi vào trong phiền não vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Nó gây không ít sóng gió cho người tuổi Hợi. Bạn có thể gặp khá nhiều vất vả, làm việc phải gắng sức, chạy đôn chạy đáo mà hiệu suất chưa chắc chắn đã được như mong muốn. Dự báo có thiên quan chiếu mệnh, tuổi Hợi cẩn thận làm ăn, có kẻ xấu tranh khách, đặt điều vu oan, bôi bẩn uy tín của bạn. Người làm công ăn lương thì hay phải gánh việc thêm hộ người khác. Người ta cứ nghĩ bạn hiền nên được đà qua mặt hay nhờ vả bạn. Vận nhân duyên cũng gặp nhiều trục trặc, bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia, đặc biệt là khi đôi bên đang có bất đồng ý kiến. Bạn chớ lên khăng khăng với ý kiến cá nhân, cho mình là người đúng mà bỏ ngoài tai những điều người ấy nói. Với những tuổi Ất Hợi, Mệnh Hỏa, vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn, sự nghiệp ảm đạm. Với những tuổi Đinh Hợi, Mệnh Thổ, cẩn thận khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh. Với những tuổi Kỷ Hợi, Mệnh Mộc, người làm kinh doanh có một ngày kiếm tiền dễ dàng. Với những tuổi Tân Hợi, Mệnh Kim, công việc liên tiếp gặp phải rắc rối do tiểu nhân bày kế hãm hại.
Về cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, chớ lên mải kiếm tiền mà bỏ lơ sức khỏe. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 41. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.